Cho em hỏi đái tháo đường thai kỳ là gì và dấu hiệu của đái tháo đường thai kỳ là gì? Xin mời câu hỏi này xin mời bác sĩ Diêm Thị Thanh Thủy ạ. Xin chào bạn. Đầu tiên chúng phải nói đến định nghĩa đái tháo đường là gì đã. Cái đái tháo đường có nghĩa là cái tình trạng tăng đường huyết mà quá cái ngưỡng cho phép. Thế thì được cái đái tháo đường nó gặp ở tất cả các đối lứa tuổi khác nhau, nhưng mà ở cái lứa tuổi mà ở cái người phụ nữ có thai thì nó hay gặp hơn, nên người ta gọi là đái tháo đường thai kỳ. Cái đái tháo đường thai kỳ chúng ta phải biết nó có hai loại: một là cái người đã đái tháo đường rồi và có thai thì gọi là đái tháo đường và mang thai. Thế có một loại nữa là gọi là nó người đái tháo đường nó chỉ xảy ra khi có thai thôi. Khi người ta bắt đầu có thai thì bắt đầu nó mới có bị đái tháo đường. Thế thì cái tình trạng này thường là do một cái gọi là khi có thai ấy, người ta cơ thể mình nó tiết ra một cái chất gọi là glucagon, nó kháng lại insulin. Thì chính cái tình trạng này nó gây ra cái chuyện mà làm cho em cái giảm nhạy cảm insulin, làm cho đái tháo đường tăng lên. Thứ hai là cái người có thai ấy, người ta gọi là người ta tăng dự dự trữ glycogen. Vì thế nên là người ta rất là thèm đường. Thế vì cái bà bầu là thường là rất là muốn thèm ăn đường. Vì thế nên người ta ăn đường nhiều nên có hai trường hợp để làm tăng cái khả năng mà có đái tháo đường khi có thai. Thứ nhất là người ta ăn nhiều đường quá và thứ hai là tăng tiết glucagon gây kháng insulin. Thế thì cái gọi là cái dấu hiệu mà để đái tháo đường thai kỳ thường là nó không có dấu hiệu gì nhiều đâu. Đến khi mà chúng ta thấy nó có dấu hiệu thì thường là nó rất nặng rồi. Mà một cái dấu hiệu mà chúng tôi hay gặp nhất đấy chính là mất tim thai. Khi mà cái thai khoảng lớn rồi đủ tháng hoặc là cái thai lớn thấy tự nhiên mất tim thai, vào thì xét nghiệm thì thấy là mẹ đường máu cao quá. Chứ thông thường bà mẹ gần như là không có một cái biểu hiện gì. Ngày xưa người ta hay nói là đái tháo đường ấy thì có bốn cái triệu chứng là ăn nhiều này, uống nhiều này, gầy nhiều và đái nhiều, Đái nhưng thực nhiều. ra với bà bầu thì nó không đến mức độ thế đâu. Nó không thế, nên là hầu như là nó ít có triệu chứng. Mà một cái dấu hiệu nhất chúng ta hay nhìn thấy nước đấy là khi chúng ta đi siêu âm thấy cái ối nó nhiều hơn tí, dư ối một tí, thế là người ta bảo người ta là đi làm xét nghiệm đường máu đi. Hoặc có những người người ta có viêm liên tục, viêm âm đạo liên tục, mình cũng bảo đi làm xét nghiệm đường máu. Đấy cũng là một cái dấu hiệu gợi ý thôi, chứ cái người bình thường để mà có thai thì gần như là ít có triệu chứng. Bác sĩ cho hỏi quy trình làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là gì ạ? Và từ bao nhiêu tuần có thể thực hiện? Và có cần lưu ý gì trước khi đi làm không ạ? Dạ câu hỏi này tôi xin dành cho bác sĩ Phương ạ. Vâng, chào bạn Liễu. Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như thế này ạ. Không những Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đâu mà các cái bệnh viện có chuyên khoa sản trong cả nước ấy, thì các bác sĩ sẽ cho thai phụ làm cái xét nghiệm mà đái tháo đường thai kỳ nhằm phát hiện đái tháo đường thai kỳ ở tuần 24 đến tuần 28. Có một vài trường hợp mà thai phụ có nguy cơ cao hoặc là có gợi ý gì đó thì như bác sĩ Thủy nói ấy, các cái gợi ý trước ấy, thì là bác sĩ sẽ chỉ định làm sớm hơn từ khoảng 12 đến 16 tuần. Khi mà các bạn làm 12 đến 16 tuần rồi mà không bị thì các bạn sẽ làm lại ở 24 đến 28 tuần. Còn đâu nếu các bạn làm 12 16 tuần mà bị thì automatic là chúng tôi sẽ điều trị thôi. Còn cái làm để phát hiện ra cái tình trạng đái tháo đường thai kỳ thì là ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì chúng tôi có một cái test gọi là nghiệm pháp dung nạp đường huyết. Nói về nghiệm pháp nghĩa là nó có những cái nó sẽ gây ra những cái biến chứng. Chính vì thế nên là chúng ta sẽ phải làm ở trong bệnh viện. Cái này là chúng ta sẽ uống một lượng đường nhất định và sau đó xét nghiệm máu. Trước khi mà uống nước đường thì chúng ta sẽ xét nghiệm máu xem là đường huyết của mình có bình thường hay không. Nếu bình thường thì chúng ta mới uống. Nếu không bình thường thì thôi, uống làm gì nữa. Tại vì chính các bạn đã biết rồi, xét nghiệm đường máu bất kỳ mà nó trên 8,5 thì nó là đái tháo đường rồi. Thế thì ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì chúng tôi sẽ chỉ định cho các bạn. Các bạn nhớ nhá, từ 24 đến 28 tuần mời các bạn đến với chúng tôi để chúng tôi có thể phát hiện ra sớm những cái bệnh lý, đặc biệt bệnh lý đái tháo đường thai kỳ để điều trị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh hơn cho các bạn.